Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp, và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe Gian FCR3300. Và đây là một phiên bản 3300 đời mới nhất, được trang bị phanh dầu thủy lực và dây âm sườn. Vâng, và bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và chiếc xe có màu xanh trắng các bác nhé. Em đánh giá chiếc xe này hình thức trên 90%. Xe rất là mới. Khóa yên nguyên bản của Gian, cọc yên của Gian và yên cũng nguyên bản của Gian, tất cả đều đồng bộ và chính hãng. Đây, các bác có thể thấy yên rất là mới các bác nhé. Đây, nước sơn của xe đây, màu trắng xanh FCR3300. Đây là một dòng touring đường phố cao cấp. Vẫn là công nghệ nhôm độc quyền của Gian Alu-X, cho bộ khung này siêu nhẹ và bền các bác nhé. Ghi đông cổ phốt nguyên bản của Gian, nguyên bản theo Gian. Bộ tay nắm hãng của Tubro. Càng nhôm, càng nhôm các bác nhé. Hầu như là không có vết xước nào đáng kể. Lốp qua thông số là 700 × 28C. Ở đây là dây âm sườn cao cấp. Những chiếc xe cao cấp thì được thường trang bị dây âm sườn. Và trên khung thì người chủ trước đã gắn một cái miếng nhôm để trang trí xe. Líp của Shimano, líp 8 tầng của Shimano các bác nhé, nguyên bản theo xe. Xe được trang bị bộ tay bấm xả bên này, bên líp 8 tầng, tay bấm xả đây 8 tầng, bên đĩa 3 tầng của Shimano. Phanh dầu thủy lực của Techo. Hai bên phanh Techo, phanh dầu thủy lực. Trên khung thì có ghi mã QR của hãng, có dán một mã QR của hãng đây, chống hàng giả. Gạt đĩa của Shimano Tourlay TX. Vâng, đây là củ đề Shimano Tourlay TX. Giờ em sẽ đo size đứng của xe. Và chiếc xe này trên khung xe thì có ghi size M. Giờ em sẽ đo size đứng. Vâng, xe có chiều cao xay đứng. Chiều cao xay đứng là 50. Của các bác từ 1m63 đến 1m73 để đi vừa chiếc xe này. Xe có xay M các bác nhá. Đùi đĩa 3 tầng.
Đó, sẽ đi vào đánh giá chuyển động của xe. Lên lip. Sử dụng bộ lip của Shimano. Lip đen. Chuyển động rất tốt các bác nhé. Full bộ chuyển động của Shimano Tourlay. Đây bên đĩa. Đúng đĩa. Đúng đĩa 3 tầng. Đúng, chuyển động rất là tốt. Sẽ trang bị bộ phanh dầu thủy lực cao cấp của dòng FCR. Vâng, và vừa review xong chiếc xe Zan FCR 3300. Đây một phiên bản cao cấp của dòng Zan FCR 3300, được trang bị dây âm sườn và phanh đĩa dầu thủy lực. Và chiếc xe được bán tại cửa hàng em với mức giá là 7,7 triệu, miễn phí ship toàn quốc và 1 năm. Các bạn quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709993 để xem hình ảnh chi tiết về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi kênh Kiên Xe Đạp và nhấn vào chiếc chuông để được thông báo những chiếc xe mới nhất về tại cửa hàng em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Vâng, các bác thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ bên em. Đây, rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ bên em. Và các bác lên và các bác lên trên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, đồng hồ chuyên đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Và các bác liên hệ theo cái số điện thoại Zalo 0936 050 424, và nhấn đăng ký theo cái kênh và liên hệ theo số Zalo để được tư vấn chi tiết hơn.